Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ có bác mẫu xe đạp đua Twitter Thunder, một dòng xe đạp full carbon và được rất nhiều các bác chơi xe, những bác khách hàng bên em hỏi rất là nhiều về cái mẫu xe này. Thì hôm nay em lại về một chiếc xe tông màu xám tàn thuốc rất là đẹp để lên để cho các bác xem. Khung full carbon, thương hiệu Twitter, cái thương hiệu mà nó rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại Việt Nam, thương hiệu của Đức. Model là Thunder, khung là full carbon và sử dụng theo công nghệ EPS technology nano carbon. Thì các bác có thể xem thêm trên Google về cái công nghệ EPS này, nó sản xuất hầu như là trên khung Twitter là được sử dụng cái công nghệ EPS làm cho cái khung carbon nó siêu nhẹ, nó nhẹ hơn. Xe thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano Classic, từ bộ chuyển động để chuyển số gạt đĩa rồi tay lắc full Classic, vành nhôm cao bản dây chô pích, đùi đĩa cũng dây chô pích. Toàn bộ chiếc xe hôm nay em nhập về là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Ngoại hình của chiếc xe thì rất là mới, các bác có thể thấy đây, từ những cái lớp sơn nguyên bản với các thứ, hầu như là khung xe là rất ít vết xước, không có vết xước nhỏ đáng kể. Em đánh giá cái độ mới của chiếc xe nó phải được khoảng 90% về độ mới. Ly lông dẹp, máy ơ cũng được sử dụng máy ơ Resopec luôn, máy ơ trước, máy ơ sau bi vòng, trước sau bi vòng, túi lỗ. Sử dụng 8 tầng líp, xe sử dụng 8 tầng líp và 2 tầng đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Với cái mức giá em đang bán tại cửa hàng chỉ là 12.800.000. Một cái mức giá cực kỳ là rẻ cho một chiếc xe mà nó được trang bị những cái option gọi là rất là ngon trên chiếc xe. Khung carbon rồi đồ Shimano Classic, bánh bi vòng bạc đạn, cối lỗ trục rỗng. Và em sẽ vào em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, 48 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi phù hợp. Chuyển động rất là ngon lành luôn, nên sớm nhẹ nhàng êm ái. Và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 12.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.